Cái mũi này nó đen nè. Có lột mụn mũi không? Dạ có mà. Hả? Dạ có mà giờ không à. Trước đây là có, giờ không. Trước đây là có hả? Dạ. Ừ. Chịu được không con? Chịu được ổn đúng không? Good. Vậy tốt. Bây giờ là thường nhìn nhẹ nhẹ coi nè, cho anh tí nha. Lấy xong về cái mặt toan trắng rồi luôn á. Thì chứ bộ. Nay con thi đại học mà đúng không? À, con đại học năm nhất rồi. Ủa vậy? 18 tuổi mà dạ, tưởng sinh gì? Tháng 11 rồi. À vậy đó hả? Con học đại học gì?
Nguyễn Đức Thành đó cô. Nguyễn Tất Thành đó hả? Dạ.